Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nếu các bạn là một người chơi Liên Minh Huyền Thoại và từng trải nghiệm chế độ đấu trường chân lý, có lẽ các bạn đã từng nghe thấy cái tên Huyễn Long. Trong tựa game Yu-Gi-Oh! Cũng có một quân bài có tên là Huyễn Long, được dịch ra từ chữ Worm, vốn là một sinh vật giống rồng trong thần thoại của một số nước châu Âu. Huyễn Long là một từ Hán Việt, trong đó huyễn có nghĩa là giả hoặc không có thật. Bạn có thể gặp huyễn trong một số từ ghép như huyễn hoặc huyền huyễn. Còn long đơn giản có nghĩa là rồng. Huyễn Long có thể hiểu là giống rồng nhưng không phải rồng. Nghe cái tên này thì chắc các bạn cũng sẽ hình dung ra một sinh vật giống rồng và không có thật, đúng không nào? Tuy nhiên trên thực tế, có một sinh vật cổ đại hay thậm chí là một nhóm sinh vật cũng được gọi bằng cái tên Huyễn Long, từng sống vào kỷ Tam Điệp cách đây khoảng 251 cho đến 210 triệu năm trước. Đó là những sinh vật nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào đầu thế kỷ 19, ngành cổ sinh vật học bắt đầu bước những bước chập chững đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển của mình. Những con người tiên phong, những khám phá tiên phong đã mở ra một chân trời kiến thức mới cho nhân loại về sự sống thời cổ xưa, về những dạng sống mà chúng ta hoàn toàn chưa biết đến trước đó. Trong những năm này thì nước Đức cũng nổi lên là một điểm nóng với những phát hiện cực kỳ quan trọng trong lịch sử cổ sinh vật học. Chúng ta có chì rực long đầu tiên là Pterodactylus được phát hiện ở Đức. Chim thủy tổ Archaeopteryx cũng được phát hiện ở Đức. Hai trong số các chi khủng long đầu tiên được xác định là Plateosaurus và Compsognathus cũng được đặt tên từ các hóa thạch ở Đức trong thế kỷ 19. Tuy nhiên, cũng có một phát hiện ít được chú ý hơn, không nổi tiếng bằng khủng long phi điểu, rực long hay chim thủy tổ, nhưng cũng là phát hiện đầu tiên trong thể loại của nó, cũng diễn ra ở Đức. Vào năm 1833 thì trong các lớp trầm tích của chuỗi đá vôi Muschenkalk, các nhà sưu tầm hóa thạch của Đức đã phát hiện bộ xương của một sinh vật cổ đại có ngoại hình khá giống thằn lằn. Tuy nhiên, thằn lằn thường sống trên cạn, còn sinh vật này được tìm thấy trong trầm tích của đại dương cổ đại, nơi có rất nhiều vỏ sò, ốc từ thời xa xưa. Nó cũng mang những đặc điểm được cho là để thích nghi với đời sống dưới biển. Chính vì thế, người đầu tiên mô tả sinh vật này là nhà cổ sinh vật học Georg Friedrich von Münster đã quyết định đặt cho nó danh pháp Nothosaurus mirabilis. Trong đó, Nothosaurus được tạo thành từ các từ trong tiếng Hy Lạp, gồm Nothos có nghĩa là giả và Sauros có nghĩa là thằn lằn. Tên loại mirabilis có nghĩa là kỳ diệu. Kể từ đó thì hóa thạch của Nothosaurus được phát hiện rải rác ở nhiều nơi trên thế giới, cụ thể là những địa điểm tại châu Âu, Bắc Phi cho đến châu Á. Đã có tổng cộng 12 loài Nothosaurus khác nhau được xác định, trong đó loài gần đây nhất được định danh là Nothosaurus Changi ở Trung Quốc vào năm 2014. Chúng có niên đại trải dài từ 240 cho đến 210 triệu năm trước, từ Tam Điệp giữa cho đến Tam Điệp muộn. Điều đó cho thấy phạm vi phân bố rộng rãi, sự đa dạng và thành công của chỉ một sát biển này. Những mô tả khoa học về Nothosaurus cho rằng đây là một chi bò sát có lối sống bán đại dương mà có phần tương tự như lối sống của loài hải cẩu ngày nay. Địa bàn sinh sống của chúng trải khắp đại dương Tethys cổ đại. Dựa trên các hóa thạch được tìm thấy thì các nhà cổ sinh vật học ước tính rằng hầu hết các loài trong chi Nothosaurus có chiều dài khoảng 4 mét, một số có thể dài đến 5 hay thậm chí là 7 mét. Chúng có cơ thể thuôn dài, sở hữu bàn chân có màng và đuôi có thể có vây, hỗ trợ tốt cho việc bơi lặn dưới nước. Khi bơi thì Nothosaurus sẽ dùng đuôi, chân và bàn chân có màng để đẩy cơ thể về phía trước, cũng như điều chỉnh hướng bơi. Những đặc điểm này cho thấy Nothosaurus có thể là những tay bơi cừ khôi và hoạt động thoải mái ở dưới nước để bắt mồi. Chúng có hộp sọ tương đối rộng và khá bè, hàm dài, chứa đầy những chiếc răng nhọn và dài như kim. Cái đầu của chúng có phần giống với đầu của xà cánh long hay thằn lằn cổ rắn, có thể được dùng để bắt cá và những sinh vật biển khác. Một khi đã nằm trong cái miệng của Nothosaurus, rất khó để con mồi có thể vùng vẫy và thoát thân. Vào năm 2014 thì các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc cũng đã phát hiện những dấu vết được cho là Nothosaurus để lại trong quá trình chúng dùng chân của mình để đào bới dưới đáy biển nhằm bắt những sinh vật sống ở tầng đáy. Có thể nói, rất nhiều đặc điểm cơ thể của Nothosaurus giống với các loài xà cánh long hay thằn lằn cổ rắn xuất hiện sau chúng rất lâu sau này, dù chúng chưa thích nghi hoàn toàn với đời sống đại dương như xà cánh long. Thậm chí là có một hướng giả thuyết cho rằng Nothosaurus cùng với họ hàng của nó chính là tổ tiên của những loài thượng long, chẳng hạn như Leopleurodon. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh một cách thỏa đáng. Do chưa hoàn toàn thích nghi với đời sống dưới đại dương như xà cánh long hay thượng long, đồng thời được cho là có lối sống giống với hải cẩu ngày nay, các nhà khoa học tin rằng Nothosaurus vẫn có thể dành một thời gian đáng kể của chúng ở trên cạn. Nothosaurus có khả năng nhìn thở được rất lâu, nhưng do là mò sát và không thể thở được dưới nước như cá, nên chúng sẽ phải trồi lên để lấy không khí.
chúng có thể vẫn đẻ trứng và di chuyển lên bờ hàng năm để làm việc này, giống như rùa hiện đại. Trong khi đó, những giống loài bò sát đã thích nghi hoàn toàn với đời sống dưới nước như ngư long, xa cảnh long hay thượng long đều được cho là đẻ con dưới nước, bởi cơ thể của chúng không hề thích hợp để di chuyển trên cạn. Theo phân tích phát sinh loài hiện nay, Nothosaurus được xếp vào một nhánh riêng trong bộ Sauropterygia, tạm dịch là thằn lằn mái chèo. Điều này có nghĩa là ít nhất chúng có quan hệ khá gần với các loài trong bộ Plesiosauria, trong đó bao gồm cả xà cánh long và thượng long, cũng như một số nhóm bò sát biển cổ đại khác. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của Sauropterygia trong gia phả của bò sát hay mối quan hệ với các nhóm bò sát khác cả cổ đại lẫn hiện đại vẫn là một chủ đề gây tranh luận khá nhiều và vẫn chưa đạt được sự thống nhất hoàn toàn trong cộng đồng khoa học. Cụ thể hơn một chút thì nhánh của Nothosaurus được gọi là bộ Nothosauria, hay trong một số tài liệu khác là liên họ Nothosauridae. Bên trong liên họ Nothosauridae có hai họ là Simosauridae và Nothosauridae. Họ Nothosauridae chủ yếu bao gồm các thành viên của chi Nothosaurus và Lariosaurus. Dù không quá nổi tiếng nhưng Nothosaurus cũng đã được các nhà làm phim dành cho sự chú ý nhất định và từng góp mặt trong bộ phim tài liệu Sea Monster của đài BBC Anh Quốc. Là phim do Nigel Marvin dẫn dắt được khán giả quay ngược thời gian để khám phá một số vùng biển nguy hiểm nhất trong lịch sử. Và trong phân đoạn kỳ tam điệp, Nigel đã gặp một cặp Nothosaurus, trong đó ông giới thiệu các đặc điểm và hành vi độc đáo của chúng. Nothosaurus cũng xuất hiện trong loài phim hoạt hình Jurassic World Camp Cretaceous, hay còn gọi là trại kỷ phấn trắng, cụ thể là trong mùa năm. Trong loài phim này thì Nothosaurus được miêu tả là một kẻ săn mồi bán thủy sinh với cổ dài và miệng đầy răng nhọn hình kim. Sinh vật này xuất hiện trong một số cảnh căng thẳng, bao gồm các cuộc chạm trán với các nhân vật chính và các trận chiến với những sinh vật tiền sử khác. Ấn tượng nhất chính là cảnh nó nhanh chóng xử lý một em Dilophosaurus trước khi lôi nạn nhân xuống làn nước lạnh giá. Mặc dù sự hiện diện của Nothosaurus như ngoại hình và hành vi của nó trong Camp Cretaceous vẫn để lại một số câu hỏi về cốt truyện cũng như tính chính xác khoa học, nhưng đó là một sự xuất hiện thú vị và một số fan của dòng phim Jurassic Park, Jurassic World cũng bày tỏ sự kỳ vọng về sự tái xuất của Nothosaurus trong những nội dung tiếp theo của dòng phim này. Và đó là những gì chúng ta có thể tìm hiểu về Nothosaurus trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng Nothosaurus sẽ ngày càng được chú ý hơn và trở thành một cái tên được yêu thích mới của các fan bò sát cổ đại, hiện diện trong phim tài liệu, phim điện ảnh và thậm chí cả game nhiều hơn nữa. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.